Phim mới tưởng nhớ cố diễn viên Thủy Trang, siêu nhân vàng đầu tiên. Số phận của Trini trong Mighty Morphin Power Rangers, One và Olaway là lời tri ân đầy cảm xúc với cố diễn viên Thủy Trang, người thủ vai Yellow Ranger đầu tiên. Ba thập kỷ từ khi bộ phim đầu tiên ra mắt, nhóm Power Rangers đã có dịp tái hợp trong One và Olaway. Theo Green Range, đây là một màn tri ân ấn tượng dành cho cố diễn viên Thủy Trang và xây dựng câu chuyện mới kế thừa di sản của nhân vật Yellow Ranger gốc. Thủy Trang là diễn viên đầu tiên thủ vai Trini trong thương hiệu Mighty Morphin Power Rangers, năm anh em siêu nhân. Cô qua đời vì tai nạn xe hơi vào ngày 3 tháng 9 năm 2001 khi mới 27 tuổi. Nữ diễn viên xấu số vẫn được các đồng nghiệp và người hâm mộ nhớ đến. Song, số phận của nhân vật Trini trong câu chuyện lại chưa bao giờ được đề cập. Tập cuối cùng mà Thủy Trang xuất hiện trong Power Rangers là The Power Transfer, Part 2. Trong đó, sức mạnh Sabertooth Tiger, khổ răng kiếm, được chuyển giao cho Asa, Dukaran Ashley thủ vai. Trong One và Olaway, nhân vật Trini vẫn còn sống cho đến khi Power Rangers hợp lực để chiến đấu với robot Rita. Trini sau đó đã hy sinh, kết thúc hành trình của Yellow Ranger gốc. One và Olaway không chỉ là cuộc hội ngộ của các Power Rangers mà còn là lời tri ân dành cho Thủy Trang. Sự hiện diện của Trini được cảm nhận xuyên suốt bộ phim, đặc biệt là nhờ câu chuyện của Minh Quan. Billy, David Roche và Jack Walter Emmanuel Zone là hai nhân vật duy nhất từ đội Power Rangers gốc trở lại trong One và Olaway. Đồng thời, các nhân vật từ hai mùa cuối cùng bao gồm Rocky, Kat, Asa và Adam cũng hội ngộ trong dự án này. Mặc dù quy tụ nhiều gương mặt cũ, câu chuyện của One và Olaway lại tập trung vào nhân vật mới, Minh, con gái của Trini. Vai diễn do Zach Nichols đảm nhiệm. Trong phim, nhờ Morpher, Minh truy cập được vào ký ức của mẹ và sau đó chính thức trở thành Yellow Ranger.